Rồi còn đây là gửi thêm một người 1 triệu nữa. Cái này là tiền cho em động bao nhiêu viên rồi? cho các anh chị về xe. Ôi tí nữa nó đưa nhầm ba tờ rồi. Rồi chúc mừng. Dạ chúc mừng. À. Rồi chúc mừng chị. Dạ rồi, chúc mừng chị. Dạ rồi chúc mừng chị nhé. Dạ rồi một bao lì xì nữa. Cái này của Minh Trí con trai Sinh Dũng. Rồi cháu vừa rồi cũng chưa Tết mà cũng có được lì xì rồi, giờ cháu muốn đi lì xì lại. Dạ rồi. Dạ dạ Xin dành tràng pháo tay dành cho các bệnh nhân ạ. Anh có ý kiến gì? Tiền em không nhận, cho con xin gửi lại cho người khác. À không nhận cái gì? Tiền Cái tiền lì tiền lì xì hả? xì. Thì cứ anh cứ giữ đi, giữ đây là cái lọc mà. Rồi mình lì xì lại cho người khác sau nhé. Dạ. Cảm ơn tấm lòng của anh ha. Dạ. Rồi có lẽ xong phát biểu. Thấy thôi thôi được rồi. Dạ. Xin mời đại diện một bệnh nhân, chúng ta sẽ có đôi lời phát biểu. Cảm ơn cha cũng như các thầy. Dạ con tên là Trần Thị Nương ở Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Con bị ca gan. Xuống đây mấy mấy thà mấy nhờ đức cha với mấy thầy thì cứu cho con này khỏe, nay con khỏe. Mấy thầy cho con được xuất viện. Con cũng rất cảm ơn. Và cảm ơn mạnh thường quân trong nước ngoài nước và mấy người gia đình tài trợ giúp cho chúng con từ bịch gạo và nước thuốc cho con được ngày hôm nay. Con cũng rất cảm ơn mạnh thường quân. Và con cũng mong cho mạnh thường quân có nhiều sức khỏe, có tiền đặng giúp cho phòng khám và mấy thầy của con có sao trị cho mấy người bệnh nhân như con chúng con. Con năm mới con cũng không biết nói gì hơn, thì giờ chúc cho mạnh thường quân với mấy thầy của ông là dồi dào sức khỏe, cho khỏe mạnh trị mấy bệnh nhân sau này như chúng con. Vậy chứ giờ cũng không biết nói gì hơn. Ba chị em chúng con ở phòng cùng phòng mà giờ được xuất viện cùng nhau ở nhà trọ của mấy anh đó, mà giờ được về cùng nhau ba chị em luôn. Giờ mấy chị em con cũng nhớ lời mấy thầy, về được nhà mới ở đây là cũng mừng dữ lắm rồi. Mấy chị em cũng rất hoan nghênh nè, giá cho mấy thầy mạnh giỏi đi con, mà cho trị cho chúng mấy người bệnh sau này như chúng con khỏe mạnh lại. Con cũng xin cảm ơn một lần nữa, con xin cảm ơn mấy thầy nhiều. Xin được cảm ơn cô Nương rất nhiều. Xin mời cô. Con xin tạ ơn Chúa và con xin cảm ơn cha. Không hiểu được. Con xin tạ ơn Chúa và con xin cảm ơn cha. Giờ con cảm ơn các quý thầy ở đây đã hết lòng lo lắng cho các bệnh nhân và các mạnh thường quân. Nay con là năm Trương Thị Hằng 55 tuổi, bị ung thư ca tuyến mang tai với căn thủng phổi, điều trị có 56 ngày đã hết bệnh. Nên hôm nay con xin cảm ơn các quý thầy và các mạnh thường quân. Có muốn nói thêm gì nữa không? Quyết nói nữa. Quyết thôi à. Dạ. Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha cùng các thầy, cùng các mạnh thường quân ạ, cùng các bệnh nhân, cùng người nhà bệnh nhân ạ. Dạ con là Nguyễn Thị Nhài, quê con ở ngoài Bắc. Con bị ung thư phổi hạch di căn cổ ạ. Hôm nay con vào đây là tròn 3 tháng ạ. Con cảm tạ Chúa và cha. Chúa đã
Chúa đã mặc giải xuống cha Pedro của chúng con để chữa lành bệnh cho chúng con. Hôm nay con rất vui mừng là khi các thầy cho con đi khám thì là không ngờ là con được máu ung thư của con trở lại bình thường. Con hạnh phúc, gia đình con là vui mừng là không thể tả xiết được ạ. Con cũng không biết nói gì. Khi con vào đây thì là biến cố là cha mất đi, để lại một mất mát lớn to nhất. Đặc biệt là gia đình cha cùng các thầy, các bệnh nhân chúng con. Cha mất đi để lại rất là đau đớn. Trong khi đó phòng khám thì bệnh nhân lúc đó là 1.000 bệnh nhân cơ. Mà phòng khám thì là các thầy không có chỗ để cho bệnh nhân. Lúc đó là phòng khám là một thời gian thì là bị dỡ. Bệnh nhân chúng con hoang mang lắm. Không biết làm nào mà chỉ khóc thôi, mà bây giờ thì nhà thì các thầy không có, mà các thầy gặp rất nhiều khó khăn trong tinh thần cùng các áp lực. Các thầy chịu những sự gọi là những người ác người ta cứ nói các thầy rồi là nhiều lắm, những từ không tốt không hay ấy. Các thầy là một người thầy cao cả, chỉ biết ra là lặng lẽ âm thầm chịu đựng những gian khổ. Các thầy khó khăn chồng chất là khó khăn. Rồi từ đó các thầy chỉ biết là gọi điện đến bệnh nhân rằng là các con cứ yên tâm vững lòng, các thầy còn ở bên cạnh, các con cứ bình tĩnh để các thầy từ từ. Từ đó các con cũng được là các thầy động viên chúng con đấy, bắt đầu mới từ từ gọi là cứ chờ đợi các thầy, một ngày các thầy lại dựng lên. Con tạ ơn Chúa lắm vì là Chúa đã chúc phúc xuống cho các thầy dẫn đường chỉ lối để các thầy hợp nhất nhau làm một để đứng lên xây dựng lại một cái phòng khám của cha Pedro được trở lên đến ngày hôm nay là rất là khang trang và sạch sẽ gọn gàng. Con cảm ơn các nhà hảo tâm trong nước cũng như ngoài nước đã chung tay cùng các thầy để xây dựng lên tốt đẹp như ngày hôm nay. Con cũng xin gửi đến những các bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân là chúng ta hãy vững tâm lên, cứ theo như pháp đồ của cha dạy, ngày nào cha cũng nói ở trên mạng đó, thì các con tin rằng là mọi người là ai cũng mở xem thì cứ giữ cái pháp đồ của cha và nghe lời cha, các lời thầy ở đây thì mọi người chúng ta đều được như Chúa chúc phúc. Từ từ mỗi người được khỏi bệnh như con hôm nay ở đây ạ. Cuối cùng con cũng không biết nói gì. Năm mới sắp đến thì con xin Chúa cùng mẹ Maria tuôn đổ ngập tràn hồng ân xuống cho các quý thầy cùng các mạnh thường quân, các cô, các bệnh nhân cùng các người nhà bệnh nhân không một đón một năm mới vui vẻ, vui vẻ, bình an và hạnh phúc ạ. Con xin hết. Xin được cảm ơn chị Nhài rất là nhiều.